Thưa quý vị, hôm qua Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới do Thành ủy Hà Nội tổ chức. Chủ tịch nước đề nghị Hà Nội quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần và bảo đảm quốc phòng an ninh là trọng yếu, thường xuyên trong sự phát triển kinh tế xã hội của Hà Nội những năm qua hà nội đã có nhiều sáng tạo trong thực hiện chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để khu vực phòng thủ vững mạnh từ cơ sở tạo thế vững chắc cho khu vực phòng thủ của toàn thành phố khẳng định hà nội là trái tim của cả nước là trung tâm đầu não chính trị quốc gia chủ tịch nước võ văn thưởng đề nghị hà nội quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm xây dựng đảng là then chốt phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần và bảo đảm quốc phòng an ninh là trọng yếu thường xuyên từ đó tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên về yêu cầu xây dựng bảo vệ đất nước chủ động đấu tranh phòng ngừa làm thất bại diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch tấn công trấn áp các loại tội phạm và tập trung xây dựng khu vực phòng thủ ngang tầm với nhiệm vụ và sự phát triển kinh tế xã hội của hà nội chủ tịch nước cũng đề nghị hà nội chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện với cơ cấu số lượng hợp lý có bản lĩnh chính trị vững vàng tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc và nhân dân giỏi về chiến thuật nghiệp vụ đáp ứng tốt yêu cầu sẵn sàng chiến đấu cao bảo vệ vững chắc không để thủ đô bị bất ngờ trong mọi tình huống